các hội trưởng của công nhân đứng trên đó thì khoảng là 20 người đi. Thì sân khấu mình có thể là 48 chiếc, đúng không? Yeah. Thì đứng giữa 40 đó, thì cái chéo gà của hai bên cuối cùng của cánh cái hàng của quân đội đứng đó, mấy hội trưởng đứng thì mấy chị đứng xéo hình quạt trên đó. Mà mỗi một bên ví dụ như 10 chị đi, hai bên là 20 chị, thì mỗi một bên sân khấu như vậy á là phải có người coordinator hướng dẫn lên khi mà anh Nam phát biểu sắp xong. Thì trong dưới đó mình phải tổ chức có chị bên phải một người, chị bên trái một người, hai bên cùng lên, hai bên sân khấu chứ không phải lên một bên. Thì sắp xếp theo cái hình quạt mà quân đội là giữa của hai bên chéo của mấy chị hai bên, thì hình ảnh mà chị Thủy đưa ra tôi thấy rất là đẹp. Mà phối hợp cùng với cái hình ảnh của anh Cầu là quân đội mình phải là chính, phải đứng giữa, chứ không phải là chị và các anh em mình đứng xen kẽ với nhau. Thì đó là cái ý của anh Cầu và đúng cái ý của tôi, và cũng đúng cái ý của chị Phi nữa. Thì quý vị nên tôi nghĩ là cái mấy cô mà xen kẽ là khi nào phát biểu xong hết thì bắt đầu ca đó là mấy cô mới lên. Còn khi mà ông hội trưởng, ông chủ tịch phát biểu là chỉ có mấy hội trưởng đứng nhìn đó thôi. Dạ không, nhưng mà tôi cũng thấy á, là tôi này tôi có ý kiến đó, là tôi thấy á, ở đây là muốn cho cái khuôn mặt của những cụ quân nhân đó, đó nên để còn mấy cô nên ở hai bên hoặc là phía sau, chứ xen kẽ nó mất giá trị đi. Đó là tôi muốn tôn trọng vậy thôi, đó là theo tôi, ý tôi thì mấy anh nghĩ thôi như thế nào. Ý của anh Kỳ cũng như của anh Cậu, không biết anh Đặng Nam nghĩ như thế nào. Theo như mình, ok, cái chữ Vi đúng chữ Vi. Ở sau cái background của mình đó, là anh em của chúng ta hết, và quân nhân quân phục. Ok, thì nó cái cánh chị như này là hai bên cánh nè. Ok, bên đây ok là thí dụ 10 người chị, bên đây 10 chị, thí dụ về là 5 chị, 5 chị. Ở giữa chúng ta đứng ở đây, cái phong nó lên nó nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp, tại sao khi mà mình nhìn lên đó, ok, có nữ hỗ trợ cho mình, chúng ta đứng ở giữa, chúng ta là cái người chánh, là cái người chánh, thành ra vì thế cho nên nếu đưa cái sắp xếp nam sắp xếp sao mà cái chữ V đó, cái chữ V đó sao mình đứng ở background thì cái người này qua đây, cái người này qua đây, thấy không, là cái là nó cái hình nó lên rất là đẹp. Ok, thì làm đó thì mình cũng đề nghị là trước khi nửa tiếng đó, trước nửa tiếng trước khi mà có bắt đầu mình trình diễn á, thì mình nên mình thử mình đứng ở bên dưới đi, đứng lên cho cấu đứng dưới mình thử coi, mình tập thử coi, mình tập theo cái khuôn như vậy thử coi có được không. Nếu mà thấy được thì mình cứ áp dụng thôi. Cái đó cũng là ý kiến hay, tôi không nghĩ là tôi nghĩ là lần này họ có bộ học sinh trường bưởi với chú Văn An, bây giờ anh ý kiến anh phát biểu đi để ghi cho rồi qua tiếp những cái khác. Rất là cảm ơn quý hội đã tiếp tục tổ chức cái cuộc vận động để ủng hộ cho thương phế binh và quả phụ quê nhà. Chúng tôi đã tham dự với hội trong những lần trước, và lần này khi được mời đó thì tôi có đề nghị với anh Bùi Đẹp đó, là tôi chuyển lời mời qua các trường khác như trường Petuski, trường Trưng Vương, và sau đó thì nhờ anh có liên lạc với trường Gia Long. Tôi thấy là khi mà tôi chuyển tin cho các anh em ở trong hội thì người ta thắc mắc là ở chỗ, xin lỗi cái này thì cũng hơi sensitive, tôi không biết là dùng chữ làm sao, nhưng mà người MC mà vẫn làm của trong những chương trình cảm ơn anh nhiều năm trước á là anh Nam Lộc. Anh Nam Lộc là một lớp đàn anh học trước chúng tôi 5-7 năm gì đó. Anh ta ngoài cái việc mà anh ta là MC lâu năm, anh ta từng làm ở USCC từ năm 1975,
thành ra về phương diện nào đó, đó tên của anh ta gắn liền với những cái hoạt động tích cực với lại quý hội. Kỳ này nghe nói anh ta rút ra thì cá nhân tôi được nhiều anh hỏi tôi là tại sao Nam Đồng rút ra về Huân. Tôi nói cái đó là tùy cái nhận định của mỗi người. Đối với tôi, bây giờ anh em thương phối binh ở quê nhà và quê của phụ đó đều là rất lớn tuổi, và chúng ta những công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa may mắn ra hải ngoại đó đều mang ơn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ít nhiều một món nợ xương máu. Và vì thế bây giờ phải hiểu rằng thế là thà là chúng ta thò tay giúp ngay bây giờ còn hơn là chúng ta ân hận là chúng ta đã bỏ qua một cơ hội không giúp. Thì tôi xin nhắc lại là lý do là tại vì Nam Lộc là một người có uy tín trong dân Việt Nam ở đây từ hồi năm 75 đến giờ. Rồi hát bận là anh ta lại là cựu học sinh Chu Văn An. Trong tất cả những cái cuộc mà đại hội toàn cầu của Chu Văn An, tôi nhớ là anh ta đều là MC hết, hoặc là độc một mình anh ta, hoặc là cùng với những người khác. Thành ra cái tên của anh ta gắn liền với cái uy tín. Thành thử ra tôi xin chia sẻ với quý vị là quý vị bây giờ còn được mấy tuần đó, thì quý vị dùng tất cả những cái gì có thể làm được đó để mà kêu gọi người ta tiếp tay. Cá nhân của đám cựu học sinh Chu Văn An sống sót bây giờ cũng không nhiều, nhưng mà tất cả những người đó đều là ông nội ông ngoại thiên hạ hết. Thành ra họ có con cháu, họ có quen của con cháu, thành ra tiếng nói của những người đó sẽ có một cái ảnh hưởng khá lớn. Thì xin quý vị để ý cái việc đó để mà kêu gọi. Còn riêng chúng tôi thì như là ghi ra đó là chúng tôi ghi tên là hôm đó chúng tôi sẽ đến thì chúng tôi sẽ giúp được phần nào như là theo biểu ngữ hay gì đó mà là thôi. Xin có ý kiến cái vụ anh Huân vừa đưa ra đó là mình đã giải quyết xong trong cái đại hội vừa rồi, mà ai cũng biết tại sao anh Nam Lộc không đóng góp vào trong chương trình này từ cái vùng chúng ta nữa, thì bây giờ mình đâu không có cần phải giải quyết vấn đề đó nữa, và mình tiếp tục đi con đường của mình đi kia tiếp. Cũng xin thưa khi anh Quân đưa vấn đề ra đó là ngược về quá khứ đó, thì cái đó chỉ có người nào muốn hỏi trực tiếp với anh Nam Lộc thì hỏi, chứ chúng tôi biết chắc chắn rằng là anh phải có lý do, nhưng mà cái muốn tuyên bố cái lý do đó rõ ràng là chính bản thân anh thôi, anh muốn nói thế nào thì tùy anh. Nhưng mà khi anh từ nhiệm cái hội nhắc cô, anh có làm đơn đàng hoàng, anh có email từ nhiệm rồi anh ra hội HO. Còn khi chúng tôi mà không còn hợp tác với SCTN thì anh Nam Lộc vẫn là người của SCTN mà, cho nên á là chúng tôi có thông báo trên báo chí và cũng tuyên bố rõ ràng là những cái điều kiện của SCTN đưa ra chúng tôi không có thể nào chấp nhận được, vì đây là hội của cụ quân nhân không, cho nên nó dân quân cán chính hết, cho nên không chấp nhận được những điều kiện đó. Thì chúng tôi, hội chúng tôi độc lập làm lấy một mình, chỉ có vậy. Còn cái lý do mà chánh đáng hay không chánh đáng phải hỏi thẳng ông Nam Lộc. Vì á là tôi cũng biết một điều là cái lời tuyên bố của anh với một số người đó, người ta có nói lại với tôi, nhưng mà cái vấn đề đó thì việc của anh thôi đó. Còn hôm nay thì sắp tới đây có một người mà sẽ qua từ Florida qua bên này dự, thì đó là bà bác sĩ Thanh Mỹ đó với các em hậu vệ. Thì đó để chứng tỏ rằng những cái điều gì bà muốn thấy tận mắt thì bà hoàn. Đó là xin cảm ơn anh Quân đó. Đó là tôi cũng không được, chúng tôi như anh ở Trương đã nói cũng không có trả lời được mà chính bản thân người đó. Nhưng đối với hội rõ ràng là khi ông từ nhiệm, ông có email đàng hoàng, ông nói ông bận chuyện gia đình, đó là phải lo cho các con của ông đó ở phần mạch gì đó, cho nên ông không tiếp được, và ông lo cái vụ quay sự Canada, cho nên hai cái đó ông không làm cho hội. Tôi xin nói thêm một phút thôi, là lý do mà tôi đưa ra đó là với cái thiện ý là giúp cho hội để clear up những cái mà người ta thắc mắc. Còn cái chuyện đó như nãy anh Phó Thiện Trường có nhắc tới đó, thì là quý vị đã nói rồi. Cái việc phát biểu của tôi là tại vì có thể là tôi không có theo dõi kỹ, giống như chúng ta biết là trong cộng đồng có nhiều chuyện mà phải ai cũng nghĩa là mình mở cái email ra mình thấy cái nào thì mình đọc cái đó, hay là mình mở Facebook ra nếu mình có quen. Thí dụ như cái chuyện mà dời phòng họp như ngày hôm nay đó, anh Bùi Đẹp
anh đưa lên Facebook người ta nhìn thấy, và tôi nhìn thấy, tôi cũng gọi cho mấy người khác, thành ra đó là cái hay.